má hồng đẹp quê, bình tâm thanh tịnh trở về, thành tâm cầu nguyện mãi mê tâm hồn. Triền miên tư dại tư ân, thanh bình tươi đẹp đưa hồn về quê. Bình tâm tưởng nhớ thanh quê, trơn hồn thức tỉnh muôn bề an vui. Ý lời đại nguyện nào nguôi, thương yêu cởi mở rèm chuôi miệt mài. Chấp tay hướng thượng tâm bay, tình thương muôn loại độ ngày thức tâm. Nhạc tình khiêu gợi siêu âm, tâm linh thanh thoát tự tâm lối đi. Tiêu dao thanh thoát hợp thì, chuyến xoay xoay chuyến vui vì tình thương. Vạn linh dung chuyến tạo hương, đưa hồn tiên hóa tự nương thế tình. Chuyển xoay thanh thoát vui tình trời ban, bình tâm tự cảm thấy an, ôm lòng tự thức áo hàng dừa thanh. Cõi trần gieo nợ trâm anh, chuyến xoay đời đạo hợp thành lý chân. Để trên ánh sáng ban du, diệu nhân tại thế tự hưởng hư không. Quê quần biến chuyển quy không, chuyến xoay đời đạo chung thiền thức tâm. Để trên ánh sáng ban du, diệu nhân tại thế tự hưởng hư không. Quê quần biến chuyển quy không, chuyến xoay đời đạo chung thiền thức tâm. Để trên ánh sáng ban du, diệu nhân tại thế tự hiện hư không. Quê quần tiến truyền quy công, chuyến xoay đời đạo chung thiền thức tâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ôi kiếp người sao lại chẳng thương nhau, sao lại chẳng thương nhau. Hát trên non như lòng ta tỏ, hát trên non hòa lời cơn gió, cùng với ta cùng hát vang, cùng hát đi, hát hát những lời từ tâm, hỡi hỡi những lòng từ bi. Thank you.
Recording in progress. Hello. Hello. Dạ chào ba. À, bà con. Dạ. Dạ, chào ba. Chào mọi người. Chào ba. 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 Sao mấy tuần qua tu sao bà con? Mấy người nào chưa có mở video mở lên coi đi, nhiều quá mà đóng cửa lỡ trên rồi. Mở lên coi mặt cơ chứ. Có nhiều người giấu giấu mặt. Thì rồi có một người ma nhập vô cái đang bình thường vậy, nhập vô cái là lừ đừ không biết gì hết, nguy hiểm ghê không. Mà người đó không có tu vô vi, có những cái người, có mấy người bà con tu sợ quá, gia đình sợ quá, thấy quảng hồn quảng vía, nguy hiểm ghê. Không tu là mày bị trường hợp như vậy rồi sao, chịu trận không biết làm sao trơn, oan hồn tội nghiệp, thấy cả gia đình lo là không biết làm sao. Trong trường hợp đó bà con tính làm sao? Nó xảy ra thiệt á. Cái này ở quê nhiều lắm anh ba ơi. Họ không lên bà xuống rồi ma nhập tụi đó, nhập chút rồi thôi họ bình thường à. Nhập vô bình cái nhà quê gì ở đây nó, ngay ở bên mấy xứ ngoại quốc đi chứ. Ở bên đó họ lạ chứ bên Việt Nam này thì thấy cục này. Nhiều lắm. Nguy hiểm đó, cái đó thấy rõ ràng là có sự thật à. Chứ đâu có phải là mình tu vô vi mình mới biết đâu. Mấy người bị như vậy rồi cái chịu không biết làm sao hết trơn rồi. Nhưng mà mình tu vô vi việc làm vậy ạ. cho bà con thấy là cái sức mạnh của vô vi nó hay lắm. Dở lên điện, dở lên màn hình cái là rút một cái rột hết. bà con mấy người trong nhà không thấy làm gì, không thấy có làm gì, không có đút nhang, đút múa men gì, không có gì, rồi mở màn lên xong rồi. 2 phút rưỡi. Bà
sĩ chia sẻ cho thấy rằng là nó có thật như vậy đó. Mà mình tu vô vi đây thấy hay thiệt. Họ kêu tôi cũng đâu biết làm gì đâu. Họ kêu tôi đâu biết làm gì đâu, không biết làm. Không biết làm mà họ hết hả anh ba? Không biết làm mà không biết làm mà hết. mình đâu có phải nghề đó đâu. Đâu có biết cái gì cái này, đâu. Mấy ông thầy pháp giỏi lắm, họ lên họ là họ bùa chú gì đó, họ mới trừ tà trừ ma đó, họ làm ghê lắm. Nhưng mà tôi thấy đó, mình tu đây xong thấy mấy người đó làm trò chứ đâu cần. Mình tu đây vô đi vô vi đi mình thấy mình hiểu rõ thanh trượt thôi, không có gì trang. Mở màn hình lên rút cái hết liền tức khắc vậy mà. Trời dữ vậy. Chứ không có làm cái gì trang, không có múa mai được qua tay qua chân làm như tỏ vẻ quan trọng là không có gì. Tại điển anh ba mạnh quá vậy chứ. Tại đi. Thì không phải thì cho thấy rằng là mình tu cái tinh thần của mình nó mạnh lắm. Mình tu vô vi thì tinh thần mạnh lắm. Đừng có chấp cái chuyện trần gian, chuyện đời lo tầm bảy tầm bạ rồi lo lắng này kia nọ. Không có trúng gì hết trơn. Nhưng mà khi mình lo đó, cái tâm mình nó không nhẹ. Mình lo lắng là phải quấy này kia đó, tâm mình nó không nhẹ. Tại mình chưa hiểu, chứ mình hiểu rồi không có gì quan trọng hết trơn. Tiện trò chơi chứ cũng như con nít chứ. Nhưng nít chơi làm nhà vậy đó. Chế này chế kia, luật này luật nọ rồi chơi vậy thôi, không có gì. Không có cái gì hết trơn. Không có gì quan trọng hết trơn. Nhưng mà người ta làm quan trọng, chỗ dễ gì quan trọng lắm. Có cái khi mà cái phần nó thấy chú là nó chạy mất hay là chú phải đưa nó đi, chú không có đưa ai để... tù chú không có đưa ai, chú không có làm cái gì để... nhưng mà cái điển nó làm việc tự động mà. Cũng như nóng lạnh vậy, cũng như nóng lạnh vậy, cái lạnh cái đẹp cái nóng nó sang qua cái nóng cái lạnh nó hết vậy thôi. Chứ mình đâu có cái nóng lạnh, nó đâu phải cái lạnh nó tới nó tao sẽ cho mày sức nóng, không có. Không có chuyện đó. Sẵn đây xin kể cho bạn đạo nghe cái chuyện cái sức mạnh của anh bá. Hôm tháng 11 vừa rồi đó tôi bị Covid, mà bà xã mua vé máy bay đi du lịch ở ngoài Sapa rồi, mà còn 2-3 ngày nữa chưa có hết. Cái bà xã nhắn tin bá mà tôi không biết, tôi ngồi ở dưới bàn ăn ở dưới này, bà xã trên lầu nhắn không biết. Tự nhiên cái thấy thanh điển nó ào ập vô trong người á, mắt rưỡi cả người luôn, cái toát mồ hôi ra. Căn hồi nữa bà không biết gì đó, ủa cái này giống thanh điển quá, mà mình đang bệnh làm sao mà có thanh điển được. Ai về ăn hồi bà xã nói mới nhắn anh bá rồi. Anh bá từ bên Mỹ mà làm cái bên này toàn thân là mát rượi vô đầu mồ hôi nó tuôn ra mạnh ghê. Nên thấy rõ ràng là mình cũng may đó, là tôi tu mới có mấy cái kết quả như vậy mới biết đó chứ. Còn nếu mà không có kết quả mình đâu có biết, mình không có biết. Nếu mà thì như không có trường hợp bạn đạo nói thì ra đâu có ai biết gì đâu. Mình tu việc tu thấy mình vậy thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà nhờ có cái người đối diện mà nhờ bạn đạo nhẹ mới cảm nhận được. Nhờ từ đó mình mới học được, rồi mình mới thực hiện được những cái chuyện này chuyện kia để mình kiểm chứng cái tâm linh là như thế nào. Chứ còn nếu mà không có người ngoài mình đâu có biết, mình không có biết. Cho nên mình tu ở đây đó, ví dụ mình tu nhẹ đi, mình cũng không biết mình nhẹ.
Nhưng mà khi mà mình gặp cái người khác đó rồi mình mới so sánh được, lúc đó mình mới hiểu, lúc đó mình mới học, mới học đạo. Hồi xưa tôi đâu có biết gì đâu, không biết, mình tu vậy thôi, đâu có biết gì đâu. Nhưng mà vô tình gặp cái người bạn đạo nhẹ đó, mình nói chuyện yeah. nó tại sao anh Bá nói chuyện tôi cảm thấy như rút lên đầu vậy đó, rồi cảm thấy như sung sướng, yêu thương mến gì đấy. Tôi nói ủa vậy hả, đâu có biết đâu. À, mình đâu có biết, nó mình là mình chứ mình đâu có biết gì đâu. Rồi cái gì mình nói chuyện điện thoại, cái anh nói chuyện điện thoại, tôi rút cái tôi nhẹ liền tức khắc. Rồi từ đó mình mới để ý, rồi mình, nhưng mà phải nhờ mấy người nhẹ mình mới kiểm chứng được, chứ gặp cái người nặng họ đâu có biết gì đâu. Mình là mình đó là tôi rất là bất ngờ anh Bá. Tự nhiên ngồi cái tôi thấy người nó mát lạnh, mà còn kéo dài khoảng 2 phút rồi bắt đầu mồ hôi nó túa ra, mà không biết cái chuyện gì hết trơn. Mình đang bệnh mà sao mà có thanh điểm vô được. Cả nói em mới nhắn tin cho anh Bá nói tình hình mình đang bệnh vậy đó, ngay rồi anh Bá hỗ trợ rồi. Cho nên tôi mới khám phá ra, tôi chia sẻ cho bà con biết là cái điển nó hoạt động như thế nào, để mình biết cái giá trị của mình để mình tu. Chứ mình tu mình không biết cái giá trị đó, mình không hiểu cái tu là gì, để phát triển tâm linh mình như thế nào mình không hiểu. Cho nên mình cũng tu vậy rồi cũng không hiểu làm sao, mình thấy người ta làm sao mình làm vậy, rồi thấy hồi xưa giờ cái tục lệ của mình làm này làm kia rồi mình cũng làm theo, chứ mình cũng đâu biết. Mình không có biết cái trúng trạch như thế, không làm thì thấy sợ sai, sợ bị lỗi hay gì, không có lỗi lầm gì chứ, không ai bắt bẻ bệnh gì chứ. Trời mưa thì sợ ướt thì đi vô nhà vậy thôi, nó khô chứ có gì đâu bắt bẻ, không có gì chứ. Không ai bắt bẻ mình gì chứ, trúng mình hưởng, sai mình chịu. Đó, mà trúng cái gì? Trúng là sao? Đúng là mình tâm linh của mình nó thanh nhẹ, nó bình an, nó sảng khoái, nó tươi tỉnh. Là mình làm gì là mình tốt cái gì. Còn nếu mà ngược lại mình bị khó chịu, bực dọc này kia nọ, tham sân si lo lắng đủ thứ là sai. Nhưng mà bây giờ mình có cái pháp là mình làm mình sai, mình dùng pháp làm ra trúng. Ồ, mình mới học. Mà là tại sao mình đang khó chịu, mình thở thiền là nó dễ chịu. Tại vì kinh mạch mình nó thông, nó thanh nhẹ. Chứ hỏi mình giơ tay lên đây mình làm thở pháp luân thường chuyển thiền định, mình có làm cái gì đâu, tự nhiên thấy khỏe. Thì mình mới khám phá ra là kinh mạch mình thông là mình khỏe, kinh mạch mình thông suốt là người mình sáng suốt. Vậy thôi à. Bây giờ mình càng thông càng sáng suốt thì mình khỏe, mình tươi, mà nó sáng suốt tới mức độ nào vô cùng, càng làm càng sáng suốt, càng làm càng sáng suốt. Thì giờ mình thí dụ như nghe những cái người ta đi trước ta kể, hay nghe những trong kinh Phật nói, thì ông Phật làm gì biết mấy chuyện đó? Phải ông Phật thông suốt không? Phật thông minh không? Ông Phật làm gì Phật thông minh? Phật đâu có đi học đâu, đâu có đi cặp sách đi vô trường học đâu, đâu phải vô chùa mở kinh đọc đâu. Trước khi ông Phật có thành Phật, ai làm, ai có đưa kinh đọc? Bây giờ mình cứ mở kinh ra đọc cho nhiều, lấy sách ra đọc đầy hết trơn, tưởng đọc vậy là biết, không biết gì hết. Nhưng mà bỏ thì giờ ra đọc sách rồi, mất thì giờ. Mình ngồi bây giờ mình không hiểu, mình không biết tại sao không học, tại sao không. Thông là minh. Việt Nam mình nói câu đó từ lâu rồi. Thông minh. Mà hồi xưa tôi nói thông minh mà mình không biết thông cái gì. Thông minh, thông cái gì? Bây giờ cái năng lực của mình thông là mình biết. Bây giờ mình cảm nhẹ. Bây giờ thí dụ như anh nhẹ cái đầu, hồi xưa không biết. Nhẹ cái đầu, cái điển rút mình biết liền. Chứ đó là mình thông rồi mình mới biết, gọi là thông minh. Bây giờ mà thành pháp thuyết rồi cái không muốn lọc sách anh ba sách lọc cả hai một cuốn sách 2-3 năm lọc chưa hết nữa luôn á. Đọc mệt, không muốn gặp còn vô chữ nữa. Đọc lý thuyết, nói chuyện lý thuyết không à. Bây giờ ví dụ như mấy người cũng nói nó nói
nói lý thuyết diễn dịch hay lắm, nhưng mà cái thực chất của mình không có gì hết. Và bây giờ mình tu, mình không biết cái thực chất mình có cái gì, mình không biết, không biết thực chất mình là gì. Tâm linh mình niệm Phật, cái chấn động nó xoay cảm thấy rõ ràng, cái đó là thực chất, thực chất tâm linh à. Chứ không phải là mơ Phật, không phải vậy đâu. Năm mươi Phật, mơ Phật là không có chuyển chạy, là không có gì hết. Người ta không biết sao bây giờ, cho nên chính chỗ đó mình phải niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật làm sao để cho nó có cái lực, mình phải trụ. Nam mô A Di Đà Phật, mình phải trụ trên đỉnh đầu. Trụ cái ý, đó cái ý khi mà lúc mình niệm nó đủ thứ chuyện, hay là nó căng căng, nó không trụ được, hay là nó không có quên được, nó không có nhẹ nhàng được, thì mình phải niệm làm sao để cho mình vô trạng thái nhẹ. Đó là mình phải luyện, mình phải luyện. Chứ không phải lại mơ vô Phật gì được đâu, không phải đâu. Rồi có nhiều người còn chế như hát cải lương. Nam mô ai, không phải vậy. Đọc không có đi tới đâu hết. Nhưng mà người ta không biết. Khổ vậy, nó khổ khó lắm. Tôi may mắn là tại vì nhỏ tôi không có biết cái gì hết. Không biết gì hết. Thầy Tám ông chỉ sao mình làm vậy, rồi mình tự thực hành rồi mình mới biết. Chứ ngoài ra không có biết cái gì hết. Không có tin gì đó. Nói chuyện trời đất không có tin gì đó. Cho nên bây giờ mình đừng có tin. Không tin gì đó. Tôi nghe người ta nói, nghe những người tu đạt thành nói xong, mình tu mình kiểm chứng. Nếu mà mình chưa biết là mình hành tiếp, tới khi nào biết rồi. Cái ông đó ông nói có là tất nhiên là phải có, chứ không có phải là mình mà tu là phải thực tế như vậy. Chứ không phải tôi thấy, tôi quan sát, tôi thấy nhiều lắm. Mình tội người ta, mình nói người ta cũng không hiểu mình nói cái gì. Kệ mình cái việc tu rồi mình đóng góp, ai muốn tìm hiểu thì tìm hiểu, mình cái việc lo đi con đường của mình, đi cho tới nơi đạt được đi rồi mới biết đạt cái là cái gì, tâm linh là cái gì. Mình tu mình thấy cái này cái nọ, mình thấy những cái thần thông của mình thấy có cũng chưa hay, không có hay cái gì đó. Nhưng mà nó có chứ không phải là không có. Chứ đừng nói tôi gì không, tôi không biết gì, không phải đâu, có hết. Nhưng mà không phải là cái đó là mục đích chánh của mình. Cho nên nói lại, nói chia sẻ cho bà con ở đây biết, đó là cõi tâm linh, cõi thật. Tu vô vi, cái việc tu đi. Rồi cái mình sống tự nhiên vậy, sống tự nhiên. Người ta không hiểu mình cái gì, không hiểu. Mình cứ tự nhiên vậy, sống tự nhiên. Lúc mà mình tu nhẹ rồi, cái tâm linh của mình nó tự nhiên trong cái trạng thái tốt. Cũng là tự nhiên nhưng mà trong trạng thái tốt. Còn nếu mà mình không tu, mình cũng sống tự nhiên mà trong trạng thái xấu. Cho nên người ta đó, người ta không tu ngoài đời đó, ta cũng tự nhiên vậy. Nhưng mà trong trạng thái bị bối. Nói là mình tu xong á, cái đi, cái tướng đi của mình, cái tướng ngồi của mình, cái tướng hoặc tay chân quơ này, cái cũng là tự nhiên tốt. Chứ mình không có giả bộ. Cho nên mình nhìn mấy cái mặt của mấy cái người giả bộ mình biết liền à. Tu hô là tu cao, nhưng mà làm cái tay nhìn là thấy giả bộ, thấy là ba xạo liền. Nhưng mà họ không biết, họ không biết họ xạo, họ không biết họ láo. Mình thấy mình biết hết. Khó là cái chỗ đó.
giờ mình lại mình nói cho họ biết, họ cũng không tin, không biết được. Nên phải mình tu, mình cứ gì cái hành cái pháp vô vi này, mình cứ hành 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 pháp vậy đó, nó thay đổi mình tự nhiên rồi mình không biết. Hồi xưa mà tôi tu, tôi đi chơi gần thầy Pháp, tôi không có hỏi cái gì hết trơn, tôi nhìn ổng thôi, tôi học, tôi không có hỏi cái gì hết trơn, biết cái gì hỏi. Thứ nhất là vậy, mà bây giờ hỏi ông trả lời mình cũng không biết. Đi thấy cái tướng của thầy Tám đi, cầm cái đũa ăn như thế nào, nhìn cái là thấy nó thanh cao như thế nào. Thấy lúc mà đi niệm hành ở trên thiền viện, đi có con chó nó chạy theo thầy Tám. Nó nhảy chớp ông nghe. Ông tỉnh queo, ông không có nhúc nhích gì hết trơn, ông có phải sợ nó cắn hay gì không có. Tỉnh queo như không có nó vậy. Tôi quan sát, tôi thấy, tôi học vậy, để có tôi mới đặt cái câu hỏi là làm sao để có cái cử chỉ như vậy. Ông thầy Tám đâu có giả bộ, không có giả bộ một chút xíu nào để... Không có giả bộ như người thanh cao, không có. Ông thầy Tám bình thường, nói chuyện bình thường, sống thật, thật là thật vậy đó. Có sao nói vậy, cảm giác sao nói vậy. Cho nên giờ mình tu đi, cái việc tu tôi nói tu hành pháp cho nhiều nữa, dứt khoát hành pháp cho nhiều là mình thay đổi tốt, tốt cho mình chứ không phải tốt cho người ta. Rồi mình giữ cái tốt đó mình tiến hoài, tốt vô cùng. Chứ mình tu ở đây tôi thấy là bà con ở đây tu bị trần gian này chi phối nhiều lắm. Cái gia đình con cháu này kia nọ, gia đình cái cách sống của mình bị lệ thuộc dễ sợ lắm, không có dứt khoát, sợ người ta nói, sợ người ta phê bình, cái gì cũng sợ. Bây giờ mình đặt câu hỏi coi người ta phê bình mình sợ đó, mình được cái gì? Sợ mang tiếng, có tiếng đâu mà mang. Bây giờ mình nếu mà sợ mang tiếng, người Việt Nam mình hay sợ mang tiếng, mà tiếng gì tôi cũng không biết. Có ngày sợ hoài à. Còn bây giờ mình cái việc lo tu, tôi không có tiếng gì trên trời, tôi lo tu tôi giỏi vậy. Cái giá trị mình nó có. Chứ không phải mình làm để có giá trị, nhưng mà nó có giá trị. Cũng như cái bông thơm, cái hoa bông nó nở đẹp thơm, nó thơm là cái giá trị của nó. Nó chỉ hưởng xương rồi nó tỏa hương ra vậy thôi. Rồi người ta thích nữa, nó đâu có phải làm để cho người ta thích nữa đâu. Cái bông đâu phải nó tỏa bông để người ta ngửi đâu, không có. Bông không có làm tỏa hương để cho người ta ngửi. Mình cũng vậy, mình nói mình tu cho thanh nhẹ, từ trường mình thanh nhẹ tỏa ra tự nhiên, không phải để cho người ta hưởng đâu, mình lo cho mình thôi. Rồi cái nhưng mà người ta hưởng, người ta lợi, người ta cảm gần, nó thích, nó bình an. Người ta bình an, cảm giác giận ghét không có. Cho nên mình sống chung quanh người ta là toàn những cái người dễ thương không. Nên cái thế giới của mình là tốt, không cần thế giới ai hết trơn. Tôi làm cho cái thế giới tôi tốt, chứ không phải tôi làm để người ta cho tôi thế giới tốt. Mình sợ mang tiếng là mình cần người ta cho mình tốt. Anh Bá nói thì thật ra là ai cũng hiểu hết trơn, ai cũng hiểu cái cách đó trơn, nhưng mà cái buông bỏ thật là khó anh Bá. Nhất là càng lớn tuổi lên bây giờ nó bị cái nhồi nhét cái hồng trần này quá rồi, thành ra cứ sợ mang tiếng với đời cái vậy đó.
À, thí dụ như ngày tập trung của dòng họ rồi ngày tảo mộ rồi mà mình xưa rồi mình đi giờ mình không đi cái người ta cũng xì xào cái ông đó giờ sao vậy rồi bắt đầu cũng sợ vậy đó. Muốn dứt khoát lắm mà rồi cũng cái nặng cái đời đó anh bác rồi nên nó tu chậm tiếng. Chứ nghe thì hiểu hết trơn, chắc là nghe tin bạn đạo ai cũng nghe anh bác nói cũng hiểu hết trơn chứ không hiểu đâu. Nhưng mà có người thì dứt khoát được, còn có người thì lại chậm, nhất là những người mà già cả như tôi rồi bắt đầu là bị nhồi nhét quá trời rồi. Nên bây giờ mình phải tự đặt câu hỏi, mình phải tự đặt câu hỏi, mình phải tự đặt cho chính mình để mình không bị kẹt vô cái trường hợp. Tôi nói thiệt, nếu mà tôi nói cái chuyện của tôi làm bà con bật ngữ ra đang rồi. Nhưng mà tôi không muốn nói mà. Tôi nói đại khái nè. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mạnh ai nấy sống. Ý nghĩa của sự thật nó là như vậy. Bây giờ mang tiếng hay không mang tiếng, không có thằng nào lo cho mình. Tôi nói vậy, không có nào lo đến á, nó lo cho nó thôi chứ nó không có lo cho mình. Cũng như cha mẹ có con muốn con lấy vợ lấy chồng lo cho nó hả? Hỏi mình tưởng là lo cho nó, thật sự lo cho mình. Mình muốn theo ý mình. Đúng vậy anh ba. Chứ không phải mình muốn gì cho nó đâu. Đã biết khổ, mình đã bị sống khổ mà xuống nhỏ vô chuyện khổ hoài. Biểu nó lấy vợ xong rồi biểu nó đẻ con. Không biết nó đẻ rồi nó hưởng hay mình hưởng, không biết. Số 7 không à. Xét xét kỹ là đi, mình xét kỹ, tôi chia sẻ đây để xét kỹ cho mình. Cái người tu mình phải ý thức được mấy chuyện đó, còn cái người ta không tu thì muốn làm gì nó làm kệ. Có bạn đạo nó tu đang tốt lành gì đó, cái má nó biểu đi lấy vợ đi, cái nó hồi nó có hiếu nó đi lấy vợ theo lời má vợ. Nhỏ khổ luôn. Lúc đó tách ai? Ai lỗi? Lúc đó ai lỗi? cái người không sáng suốt, mình làm chuyện không sáng suốt là mình, tại mình chứ không phải tại người ta. Có quyền nói, người ta có quyền nói theo trình độ hiểu biết của người ta, mà mình làm theo trình độ của người ta là mình ngu. Cho nên thế gian này nó có quyền đòi hỏi mình theo cái biết của nó, nhưng mà mình biết rồi mình làm theo nó làm chi, phải không? Mình làm theo rồi mình khổ, tại vì cái ý của nó không sáng suốt nên nó mới tạo ra thế gian. Nếu mà tất cả những người ta mà sáng suốt thì không có thế gian, thiên đàng rồi. Nhưng mà không có chuyện đó xảy ra, có thế gian. Cho nên mình phải phân biệt được cái ý sáng suốt và cái ý không sáng suốt. Mà cái ý không sáng suốt là làm theo đời đó, nó mới tạo ra cuộc đời. Chứ nếu mà giả sử có mấy người trên trần gian này mà tu hết, đâu có thế gian. Đâu có thằng nào đẻ đâu, ra thế gian. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện lý tưởng. Nhưng mà không có trong thế gian này. Nó phải có thế gian này. Ví dụ giờ bây giờ mình tu rồi mình đi lên mấy cõi trên là nó khác. Cái cách sống nó khác, cách suy nghĩ nó khác. Cho nên mình không có ngồi đó mà mong thế gian thành thiên đàng chỉ cho mất công. Chuyện của nó kệ, mình đi lo, mình biết đường mình đi.
chứ đừng có ngồi nó nghĩ tôi tu ở đây để thế gian thành thiên đàng bất công, không có đâu. Cái luật trời nó có giai cấp hết rồi, mình phải tự thoát, biết đường giọt chứ không ngồi nó mà chờ. Lo cho mình không xong đâu lo cho thiên hạ được. Nếu mà lo được cũng nên lo, lo không được chứ không phải, không muốn lo, lo không được. Bây giờ anh tin anh đi ra ngồi đó anh đi anh giảng đạo cho người ta, anh muốn người ta tu nữa còn được không? Khỏi cái này hả? Nên cái này dướng đó, hồi mới biết cái pháp này trời ơi, hay quá, ai đi gặp ai cũng nói trời, bá nói họ trơ trơ. Nói để trơ, nói để nói để giờ nói, mình lo mình cho mình thôi. Tôi thấy tôi biết có nhiều người lắm, không phải đạo Phật đạo Chúa gì cũng vậy, mới tu cái hay nói lắm, hay giảng đạo giảng tùm lum rồi giảng riết ngồi nhìn, mình nhìn họ nhìn khùng lắm chứ. Mà nếu mà biết mà nói thì con nói vậy, không biết cái gì đâu, con nói tầm bậy không à, kỳ lắm. Nhưng mà tôi biết ra đó, tôi nói ra mà con biết đó, đó. Mình thích nói đạo với toàn mấy ma nói không, chứ không Phật có nói. Phật im ru, Phật lo tu. Phật lo tu cho cứu ông Phật vậy thôi. Gọi cái sáng suốt của ông Phật, ai hỏi ông Phật chia sẻ nói ok, mày muốn biết nó nói mày nghe vậy vậy thôi, dù mày tu không tu chỉ có mày đang lo. Không Phật không có biểu ai tu hết trơn. Ông ngồi đây mà ông lo mọi người tu ra biết ông đâu phải là Phật. Tâm ấn động mà. Thấy nào cũng khổ, thấy khổ trước mắt, thấy khổ rõ ràng, mình muốn nói giúp cho nó khỏi tu để khỏi khổ, nó không chịu. Mà bây giờ mình thấy người ta khổ, mình quan tâm nó riết mình cũng khùng luôn đó. Mình đâu không có tâm. Có nhiều người tôi thấy mà tu tốt lắm, ra nói chuyện tùm lum giảng đạo rồi nói tùm lum, mình nhìn cái mặt của họ thấy nó càng ngày càng tối. Mà nhìn bề ngoài thì thấy tốt lắm, nhưng mà người đời nhìn thấy tốt lắm, thấy cái bà này hay thấy cái ông này tốt quá, thương người ta giúp người ta muốn này kia nọ tốt, nhưng mà chính họ không đi tới đâu hết. Không hiểu nổi, trí không mở. Trong tu vô vi thì cũng có nhiều người lắm. Đúng vậy đó anh bà. Ừ. Cái dân mình nó vậy đó, nó hay muốn làm thầy, bắt đầu mới biết được một chút rồi. Thí dụ như nghe ai diện bài thuốc rồi bắt đầu một lát rồi bắt đầu muốn đi kiếm người khác để mình dạy lại người ta. Tu này tôi... hết. À, vậy đó. À, tôi cũng không biết, tôi cũng không biết làm thầy có cái gì vui không, mình tại sao người ta thích vậy không hiểu. Cuối cùng rồi nói để cho người ta tin, mình nói lấy mình ra làm chứng cho, với tôi uống cái đó hết đó. Rồi bắt đầu để cho người ta không biết thì con người bác sĩ học 4 năm người ta mới làm cái này, học chút xíu rồi đi dạy. Ta chỉ bậy rồi nó uống nó đớ lưỡi lúc đó chạy trốn. Nguy hiểm lắm, Việt Nam mình thuốc này ở đâu vậy, thuốc gia truyền không biết gia truyền nào. Nguy hiểm dễ sợ, uống vô trúng không nói gì nó trật cái không biết tính sao. Lê Minh Thành có câu hỏi gì không? Dạ chào chú. Con cũng không có hỏi gì chú, chủ yếu là nghe chú với các cô chú và bạn đạo nói chuyện nghe thôi, chứ con cũng không có thắc mắc gì nhiều. Thì đặt câu hỏi đi, tại sao tu? Tại sao muốn tu? Dạ. Muốn hỏi gì hỏi, nó đứng không tin, nó ngồi gần đây một hồi cái nó ra đủ ý hỏi. Mới đầu không có, chứ hồi đủ thứ chuyện. Con tu vô vi của mình cũng được
trong tầm khoảng 6 tháng nữa chú. Rồi. Dạ. Rồi sao? À, thì con cũng gặp chú được 3 lần rồi, cũng có lần trước con kể chú là cũng có một số cái ấn chứng á. Con soi hồn với lại thở pháp luân rồi cũng thường xuyên lắm, đều lắm. Con đi làm về là tranh thủ nằm thở rồi xúc ruột cũng đều nữa chú. Cái thiền, con thiền lúc đó không được lâu, nhưng con thiền trong vòng khoảng chừng tiếng đổ lại hả. Nhưng mà con cố gắng, lúc này con cố gắng con thiền lúc lúc qua giờ tí á. Nhưng mà ngộ lắm, tới giờ đó thì lúc đầu con có báo thức, nhưng mà sau này thì con thức trước giờ báo thức không à. Hôm bữa con cũng quên thì có một, như có một cái ai đó tát cái mặt con rất là mạnh. Con không biết là, con giật mình vậy con không thấy ai hết, nhưng mà có một cái bàn tay rõ ràng tát cho mặt mạnh lắm. Thì con giật mình vậy thì con thấy lúc đó là 12:05. Thì con có con đi hành thiền. Với lại lúc này con có một cái cảm giác là con hành thiền xong thì con vừa mới nằm xuống để mà lúc mà thiền xong thì con ngủ á, thì thả lỏng cơ thể ra, thì có lúc đó con biến thành là cảm giác như là hai người. Một thì con nằm ở đó, con biết con đang nằm ở đấy, nhưng mà một người nữa thì lại đi lung tung. Có bữa thì con đi vòng vòng ở nhà con á. Con quan sát này, con quan sát cái kia. Có hôm thì vợ con đang ngồi trên bàn làm việc á, thì con lại con dòm bà đâu thấy con đâu. Rồi. Đúng rồi. Con thấy kia, con thấy lạ quá, con nói ủa sao mình nằm ở đằng kia mà mình lại đứng ở đây. Vậy là cái cảm giác đó là nó nhẹ, nó không có phải là suy nghĩ là vọng tưởng là quá khứ hay tương lai, nói chung là chỉ thấy cái giây phút hiện tại thôi chút, chỉ là vậy thôi, mình mạnh gì sung sướng lắm. Đúng rồi, cái đó xuất vía đó chứ đâu có gì. Cái đó là xuất vía đúng. Xuất vía đó, nên lúc mà mình xuất vía mình cũng là mình đó, rồi mình nhưng mình thấy mình sống bình thường vậy đó. Nhưng mà mình đâu có biết là mình đang xuất vía đâu, mình không có biết mình đang xuất vía. Nên mình tu, mình phải có cái ý thức như thế nào để mình không có lưu luyến cái chuyện trần gian, chứ không nữa mình chết ra mình cũng sống bình thường, mình cũng thấy bình thường như đó, chứ đâu có thấy tôi chết đâu, tôi đâu có chết đâu, thấy không? Rồi lúc đó có mình suy nghĩ theo kiểu trần gian là nó là mình kẹt lại liền. Nguy hiểm ghê không? Chú, với lại lúc mà con thiền á chú, lúc mà không giờ á, mà bữa nào mà con thiền cảm thấy ok mà đạt á, như là cái tâm con việc không á, là con nghe xung quanh nó có những tiếng động nó đến chú, giống như là trên mấy nhà trong tường lục cục á. Thì cái đó trong cõi tâm linh nó đâu có gì đâu, không có sao hết. Từ lúc đó thì mỗi lần hai đứa con của con nó ngủ rất là say, mà con hành thiền cái nghe của nó ho hoặc là nó sụt sịt, nó có động tĩnh đó, chứ nó không được 10 lần như một vậy đó. Dù con ngồi con thiền mà chuẩn bị mà vô định rồi, vô tâm trống không á, thì con nghe chuyện nó ho hay là những cái tiếng động nó đến, nhưng mà con một lúc nữa thì im lại. Lúc mình giải trượt ra đó, cái trượt nó làm cho nó ho. Nên bây giờ mình muốn cho nó khỏe mạnh thì mình phải thiền cho lâu, mình giải trượt ra lúc nó ho xong cái mình thiền nữa, cái nó nhẹ, cái nó rút cái trượt của kia đi luôn. Nên bây giờ mình tu đây, mình tu mình hành xong rồi mình phải tìm hiểu coi cái tâm linh là cái gì, cái ý nghĩa của cuộc đời là cái gì, mình phải hiểu mấy cái đó, quán thông mấy cái đó để mình không có bị suy nghĩ sai. Nếu mà suy nghĩ sai là nguy hiểm lắm, mình đâu có chết, cho nên nhiều khi mà cái hồn nó ra khỏi xác rồi mà suy nghĩ sai nó tọt lọt trở lại, nguy hiểm không, ghê gớm không.
chú con niệm Phật á thì con nghe cái đầu con nó rung xoay rồi cái chân tóc á nó có cảm giác như là nó mát tương tự như là mình gọi xà bông lên da đầu của mình á mà mình để cái nó mát vậy đó. Dạ đúng rồi, cái đó thanh điển nó làm cho mình cảm giác như vậy. Dạ. Mà trong ngày con đi làm á thì con cũng hay cảm giác nó thường xuyên nữa, nhưng mà lúc mà nhắm mắt lại mình niệm Phật á thì nó mạnh hơn. Ừ, nên mình tu một thời gian nhẹ đó là mình sống là nó rút ở trên đỉnh đầu mình liên tục à, chứ đâu phải đợi tới lúc thiền mới có. Dạ. Nên mình tu nữa một thời gian sau đó là mình sống ở trong đạo đó, là mình lúc nào cũng có cái điển rút trượt giải rút trượt rồi đủ thứ chuyện á, chứ, yeah. chứ đâu phải đợi tới lúc thiền mới có đâu, không phải. Cho nên mình sống bình thường rồi nó có mấy cảm giác đó, cảm giác trượt rồi mình giải trượt liền ngay lúc đó, giải liên tục, tại vì không giải không nó mình khó chịu. Cho nên cái người tu họ đâu có rảnh đâu, họ lo giải trượt không mà họ không có rảnh. Dạ. Yeah. Mấy người tu mấy người bận rộn lắm, không thấy ta làm gì trơn, chứ ngồi lo giải trượt không. Nó làm việc nhiều ấy. Hả? Vợ con cũng tu vô vi thì cũng ngồi soi hồn á, cũng có một số cái ấn chứng lạ, thì chờ buổi họp Zoom để có cơ hội hỏi chú á. May mắn chú gọi con xin phép để được hỏi. Trời ơi, hỏi đi. Dạ con chào chú Ba. Hello. Chú ơi cho con hỏi, hôm bữa con ngồi soi hồn á chú, cái tự nhiên sao con thấy có một cái bóng tối, một người đàn ông rõ ràng luôn chú, mà thấy quay mặt người đi á. Mà dạ thì con nói là cũng là cái bóng tối đó nó liên quan gì với cái việc tu của con á chú? Nó không có liên quan gì đến tội, nó trượt nó áp vô mình thiền giải ra vậy thôi. Cái trượt điển á, ở trong trên thế gian này nè, mình đi làm việc hay gì có một cái gì đó nó bám vô mình lúc mình thở thiền mình giải ra mình thấy vậy thôi, chứ không có gì quan trọng hết trơn à. Không có gì liên quan hết trơn. Nó vô. Cho nên mình tu thì có nhiều khi mình có nhiều người tu nhắm mắt lại, hồi xưa chú Ba thiền vậy, thiền nhắm mắt lại thấy mặt người này mặt người kia đủ thứ hết trơn rồi, mà người lạ không à, chứ mình không có quen biết gì hết trơn rồi. Mình cứ việc nhìn vậy thôi, không thành vấn đề. Hồi xưa mình cũng thắc mắc này, chú Ba cũng thắc mắc này, không biết cái đó là cái gì, kệ nó, rốt cuộc cũng không có gì. Dạ. Giống như con nghĩ là không biết là dân gian mình hay nói là giống như là bị người vong theo gì á chú, có phải là cái vong đó đó giờ nó theo con không á? Bây giờ nó có đi nữa mình cũng giải ra. Dạ. Bây giờ cái đứa ba nói cho nghe, cái người không tu vong theo đầy, chứ đừng có tưởng là mình không có đâu. À, người ta tu như vậy mà sao có vong theo, theo mà không biết. Bây giờ thí dụ như nói mà mình ăn cái cục thịt vô là nó vong theo rồi đó. À, mình ăn nó vô người mình mà. Giờ tính sao? Mà vậy cho nên từ bữa tới giờ cái tự nhiên có ăn chay theo chồng con luôn. Chứ lúc trước thì con cũng mặn. Bây giờ mình ăn vô là vong theo đó. Giờ mình phải tu phải giải ra, giờ bắt buộc phải ăn rồi, chứ giờ không ăn sao được. Cái cọng cây cọng rau cũng có cái hồn gì, có nhiều cái nó cũng còn, cái rau nó cũng dữ lắm đó chứ, nó đâu phải hiền đâu. Có nhiều khi ăn vô phát bệnh, ăn cái trái đu đủ, có cái trái đu đủ, nhiều khi có cái trái đu đủ bị trượt ăn vô cái là bệnh. Chứ đâu phải không có đâu. Cho nên người ta tưởng là tôi ăn chay à, không sao. Bị như thường. Dạ,
Chú cho con hỏi thêm một câu nữa chú. Là hôm bữa con ngồi con hồn như bình thường thì con niệm Phật á, thì con không có cảm giác gì hết á. Nhưng xong có bữa nó tự nhiên con người nguyên một người con toát lạnh từ dưới lên trên đầu rần rần luôn á. Cái con đó. Sợ quá. Vậy con ngưng con không niệm Phật nữa. Tại sao? Đang niệm dạ, Phật tức... mà. Mình đang niệm dạ. Phật làm chuyện tốt mà ngưng. Chứ mình đâu có dạ, niệm ma. Quá trời lạnh luôn, con sợ. Cho nên chứng tỏ rằng là mình niệm Phật, cái chấn động thanh nhẹ nó giải cái trượt của mình ở bên trong nó ra, cho nên mình mới cảm thấy rùng mình hay là lạnh hay là gì đó. Lúc ban đầu nó như vậy là cái tà khí trong người mình, niệm Nam Mô gì là Phật là tà nó chạy ra, mà khi nó chạy ra nó xuất hiện ra mình mới cảm thấy này cảm thấy nọ, với mình ngừng ngừng là nó đi vô đó lại. Cũng như mình đang quét bụi ở nhà mình không có bụi, giờ mình cũng thí dụ như nhà mình không có thấy bụi đâu, bây giờ lấy cái chổi mình quét một cái là con nó bụi đầy hết trơn rồi, nó bung lên khó chịu bực dọc. Tương tự vậy đó, là cái mình thấy bực bực dọc có thôi ngừng, không thèm, bụi quá à, bụi quá, nhưng mà mình không hiểu cái nhà mình nó bụi dơ mấy chục năm nay chưa quét lần nào, rồi bây giờ bắt đầu quét là nó bung lên, bây giờ mình phải quét từ từ. Cho nên cái người ta chỉ là tu phải 6 tháng đầu là phải hành pháp thở chứng minh sơ hồn này kia, nọ là ta bị quét từ từ ra. Chứ còn bây giờ mấy chục năm không quét, bắt vô ngồi thiền nó bung lên tùm lum tà la là sao chịu nổi. Thấy không? Cái ý của ta như vậy. Nên tu cái này chứ bác nói tu vô vi đó. Cứ làm tới thì thấy cái khó chịu chừng nào làm nhiều chừng đó. Chứ đừng có ngừng, có nhiều người đang tu đang tốt, ngừng. Không nên niệm Phật, mình niệm Phật của mình niệm ma sao mà không tự nhiên ngừng. Thấy nó khó chịu tại không hiểu. Giờ chú bác nói chuyện bây giờ ngồi đó, nếu mà nó khó chịu chừng nào ta làm tới đẩy nó ra, nó lạnh ra tao niệm Phật cho mày lạnh luôn, nó vậy đó, không có chết đâu, đừng sợ. Mình thử coi, mình tu mình thí dụ như mình tu mình nó lạnh nó gì đó, thở tiếp thử coi nó có chết không. Đâu có sợ. Sợ mạnh gì đó cho nên hơn cũng dừng lại chứ. Đúng rồi, là tại vì mình không hiểu, cái gì mình cũng sợ chết. Mình sợ chết đó, cái gì cũng sợ đó. Dạ. Hồi xưa mà ông Phật tu mà ông Phật sợ chết thì đâu có đắc đạo. Phật ngồi đó không khám phá ra sự thật cho chết luôn. Nhưng mà không chết. Nó mới hay chỗ đó. Còn mình sợ chết đó, mình không làm là mình chết sớm. Ok. Dạ chú ơi, với con thêm câu hỏi một chút. Hôm bữa con đi làm được mệt quá. Cái con mới nằm giọng, tại vì cái giọng của con là con thờ cả chú là Phật ở trên bức tường á. Trước đây con phát triển cái đời sống tâm linh con á, là con tự con ý thức rồi con chọn những tấm hình Phật chúa mà con thích về con treo lên tường á. Rồi con trang trí đèn chớp tắt Noel á. Trời. Cái hôm bữa cũng là Noel luôn, cứ con nghe cái băng giảng của thầy Tám về cái giải thoát đó, cái Giáng sinh đó chú. Cái con dựng vậy rồi con hai tay con chắp lại rồi con lim dim á. Cái xong tự nhiên có một cái cảm giác rần rần rất là lạ, nó làm con người con giống như là muốn rớt xuống võng luôn á. Tưng tưng lên, con nói con không biết cái gì hết, nhưng mà lại cảm giác là rất là an lành trong người, chứ không phải là sợ hoảng sợ, nhưng mà cái cảm giác con gặp trong đời luôn á chú. Tại mình lúc đó mình nghĩ tới Chúa Phật thì bên trên chiếu cho thôi, đâu có gì đâu. Chúa thằng chiếu vô tự nhiên thấy mình khỏe, thấy bình an, thấy dễ chịu. Vậy cái cảm giác nó sẽ lặp lại thường xuyên trong người mình không chú? Mình hướng thượng là có. Dạ. Mình hướng thượng là có. Nhưng mà không phải vì cái đó mà tối ngày cái lo kêu réo hoài, không phải vậy. Dạ. Mình sẽ mình tu mình thấy được những cái trạng thái đó, mình biết là nó có sự hiện hữu của tâm linh,
thanh nhẹ, của cõi thanh nhẹ. Thì bây giờ mình phải ráng tu cho mình thanh nhẹ, chứ không phải thấy thanh nhẹ rồi cái thờ phượng rồi cái cúng rồi ca tụng đủ này kia nọ đó. Tại mình thấy quý đó, mình ca tụng là sai. Mình thấy quý thì mình phải tu để cho hòa tan vô cái trạng thái đó, mình phải trở thành cái trạng thái, chứ không phải mình thấy quý rồi mình ca tụng cái đó, hiểu không? Mình tu, mình thấy quý thì mình phải tu để trở thành giống cái đó. Cẩn thận chỗ đó. Có nhiều người, có nhiều người, chú bác thấy không phải vô vi không đâu, mấy cái đạo khác cũng vậy, là hướng thượng cái có điển chiếu liền à. Rồi cái họ thấy linh thiêng quá là cái họ họ tưởng là có mình họ có, cái họ đặc biệt. Rồi cái ca tụng sợ, đâm ra ra sợ. Ca tụng thấy nghĩ tới Phật, có Phật chiếu cái quý quá, cái ca tụng Phật hoài, tôi ngại ca tụng Phật hoài. Mình thấy như vậy mình phải tu, ráng tu để thành giống ông Phật mới đúng. Ông Phật mà không cần mình ca tụng, không? Ông Chúa không cần mình ca tụng, ca tụng làm gì? Ông Chúa tu ta vô ngã, là ta không có ngã gì, ta ngồi ca tụng làm bá chủ. Mình ca tụng là mình muốn ta làm bá chủ, mà người ta đâu có làm bá chủ đâu. Ta tu, ta vô ngã, ta giải thoát rồi, ta ngồi nó ca tụng làm gì? Hiểu không? Với chú con chia sẻ thêm cái này nữa là cái hôm mà Noel á, con đi ngang cái nhà thờ mà lúc trước con hay đi nhà thờ đó chú. Là con nó thời điểm đó là con chưa có rõ ràng gì về tu hay là gì hết á, con chỉ thấy cuộc sống nó đầy những cái khổ ải gì á, thì con chỉ muốn tìm nơi thanh nhẹ con tới thôi. Thì hôm bữa con đi làm vậy, con đi ngang cái nhà thờ mà con hay đi nhà thờ một thời gian mà con tu rồi con không có ghé nữa, thì con mới thấy nhà thờ trang trí đèn hoa lộng lẫy rồi nhiều người chen nhau đông đúc vô trong cái nhà Giáng sinh á. Cái xong tự nhiên trong đầu con lúc đó con nghĩ tới thầy Tám, tới đạo vô vi mình á, là tu nghĩ tới Chúa Phật ở trong người mình và trong trong tâm mình á, chứ không phải là ùa nhau tới cái nhà thờ này lộng lẫy như thế này. Cái tự nhiên trên cái trong đầu con nó rần rần lên một cái cảm giác, nó giống như cái cảm giác mà con nằm võng vậy á chú. Vậy đúng rồi, nếu đó người ta nghĩ như vậy người ta nói đúng rồi đó, nghĩ vậy là đúng đó, người ta trả lời á. Dạ. Giờ mình phải tu, mình phải tìm hiểu, mình phải hiểu cái tâm linh là cái gì. Tâm linh nó ở đâu, tại sao nó có, nó là cái gì? Tâm linh đâu có phải Chúa là ai, Chúa là cái gì, Phật là như thế nào, mình là như thế nào. Mình biết mình là mình biết Phật, biết Chúa. Tại vì mình với Phật Chúa cũng cùng một thứ à, một kiểu à. Nếu mình hiểu mình là mình hiểu, thấy mình biết Phật, biết Chúa. Cái tâm linh của mình là tâm linh, chứ không phải giờ nhìn cái kiến vô, nhìn kiến cái mặt mình, không phải mình đâu. Cái mặt mình vậy đó, cái mặt, cái cơ thể chứ không phải mình. Nửa xuất hồn ra rồi cái hồn nó bay đi, nó đâu có cái mặt hình gì đâu. Cái người ta kêu là cái thức, là cái biết. Chứ mới thức xuất ra rồi mới hiểu. Chứ còn lúc giờ có cái mặt này, là nói chuyện người ta chửi mình giận. Rồi tại người ta, mình tưởng là chửi mình, người ta đâu thấy mình đâu chửi. Tên gì? Dạ con Thuận chú bác. Tên gì? Thuận chú. Thuận gì hả? Thuận. Thuận nhẹ, tu nhẹ tốt, cảm nhận được điển giới như vậy là tốt, lo phát triển cho mình. Có cái mấy cái pháp vô vi này là phát triển, càng tu càng phát triển, niệm Phật nhiều đó là nó phát triển tâm linh nhẹ. Biết. Chú bác chia sẻ hả? Dạ, cũng khổ lắm chú. Mình đi làm á chú. Cái mình con từ ngày con tu con ít nói, mà con nói chung là mọi thứ con dễ dãi cho qua này kia, công việc con thoải mái lắm. Nhưng mà mấy người cấp trên của con á cứ la kêu mày cứ giữ lên, mày phải chửi nó, tụi nó như thế này thế nọ, mà con không có làm chửi được ai hết. Chửi ai?
chửi cấp dưới mình làm sai nữa chú, mà thì, con nghĩ thì là mình không phải mình chỉ nó làm sai, mình nói cho nó biết nhé. Có nhiều đứa nó làm biếng hay làm bậy hay làm ẩu, ví dụ mình phải nói, mình phải chỉnh nó chứ. Nói quay phải làm việc cái đàng hoàng, người ta trả lương làm việc đàng hoàng, không làm việc đàng hoàng bị đuổi ráng chịu. Mấy cái lục căn lục trần của mấy cái người ta đó là bê bối, mình phải nói, phải rầy nó chứ. Mình không có chửi làm chi, nhưng mà mình rầy nó, mình nói nó bê bối rầy nó. Chứ không phải mình tu là thấy người ta bê bối rồi ngồi đó im ru. Mình có cái trách nhiệm mà. Mình phải hiểu người ta không tu là mấy cái họ trượt ô đó, là họ làm ăn làm việc ẩu tả, không làm đại khái vậy đó, ai bán làm cái món đồ bán đại ra ngoài đó, ai muốn mua về mua xong quề, mình lấy tiền xong đi về cái sản phẩm xấu tốt gì cái mồ đâu có được, làm không có tinh thần như sao được. Mà chú bá biết, chú bá thấy, chú bá biết hết trơn à. Người ta chỉ thích tiền thôi chứ người ta không có thích làm gì hết trơn. Cứ buôn bán là buôn bán là muốn lấy tiền thôi chứ không có muốn phục vụ cho khách hàng. Bây giờ ở Việt Nam mấy chú công ty nào cũng gặp khó khăn hết đó. Cái họ bị áp lực về cái việc tài chính với cái đầu ra chú, cho nên là họ động loạn lắm. Ngay cả cái người chủ của con á, họ đập bàn đập ghế, nói chung là rất là động loạn. Mà con thì kệ con... chứ mình phải hiểu người ta là không tu là nó động loạn, nó tham, nó động loạn, nó sợ mất tiền, nó sợ lỗ này kia, nó cái chuyện bình thường có gì đâu. Thì kệ nó muốn đập kệ nó, mình nó nói vậy vàng sao vậy, nó muốn làm gì làm, nó chửi bới gì kệ nó, mình cứ im ru, cái chuyện nó chuyện bình thường. Không có ông thần nào, ông Phật nào mà ngồi trong cái công ty làm gì hết trơn. Con về con tâm sự với chồng con cái cách hành xử của người chủ á. Cái ông chồng cũng thôi thì động loạn quá, vậy sao mà tu hay là không phù hợp á, tìm chỗ khác. Con nghĩ là thấy người ta động loạn nhưng mà cũng tội nghiệp, tại vì chủ người ta phải nhiều áp lực như vậy trong cái thời buổi kinh tế khó khăn đó chú. Đúng rồi, thì kể nó, mình hiểu được như vậy là được rồi, nó muốn làm gì làm kể. Con người mình là cái bản tánh tham lam, sợ lỗ, sợ mất gì đủ thứ, mấy chuyện đó bình thường. Nếu mình hiểu người ta thì đừng có quan tâm. Còn nếu mà nó quá mức là mình khó chịu, mình đi tìm việc khác. Mày tham cũng ok, tao chấp nhận mày tham vừa vừa thôi, mày tham quá thôi, mày tham mình tao đi chỗ khác. Ok. Hay nói chuyện, hay có nhiều chuyện giờ ngồi đây chú bá nói chuyện từ đây tới hết giờ cũng được, nhưng mà có người khác đây này. Dạ con cảm ơn chú. Okay. Phạm Ngọc Na, Nguyễn Mạnh Khang. Dạ con chào chú. Lâu quá không gặp chú với cô. Sao ở Cần Thơ phải không? Dạ đâu có đâu, con ở Bình Dương ấy chú, rồi đó chú vô nhà con đó. Ồ vậy hả? Mình lấy mặt quen. Dạ. Nhà mà vô mình học bạn đạo đó. Đúng rồi. Sao? Lâu quá rồi con không có con nghỉ lâu lắm rồi. Con sanh em bé đó, cái này con thiền lại. Chú chỉ cho con ít kinh nghiệm. Hết gì? Chỉ gì? Kinh nghiệm chú, kinh nghiệm để tu lại. Có gì đâu kinh nghiệm, lo tu không lo tu rồi sanh chuyện ra khổ. Thiền lại rồi chú mà con thiền lại được chắc chừng 2-3 tháng nay rồi, nhưng mà hồi trước á con gần sắp xuất hồn được rồi mà cái con ngưng, nhà có việc nhiều quá cái con ngưng rồi, cái con bị nghẹt. Bây giờ con làm lại mà hôm nay con chỉ mới tập lại thôi. Mà sao hôm kia con thiền xong khoảng hơn tiếng cái con lại cái bé cục kệ, cái con cho con ngủ với bé, cái con mới vừa nằm xuống rồi chú, mà sao con thấy là con ngồi thiền nữa, con ngồi con thiền rõ ràng vậy đó, là con thấy y như là con đang tỉnh chứ không có ngủ nha chú. Cái là con nằm theo kiểu thở chú Minh đó chú, con thở chú Minh á, mà sao con thấy con đang
con đang ngồi thiền, con thấy rõ lắm chú, con không có, con cảm giác là không có ngủ nha. Là con thấy thiền, con đang thiền tỉnh queo vậy đó. Mà mà sao gió chú ơi, gió đâu mà nhiều lắm chú, gió nó muốn bay con luôn á, mà sao gió dữ vậy chú? Con không cái biết làm sao lúc đó. Ủa sao mà gió nhiều vậy? Cái đó cái điển nhẹ sắp xuất vía nên mình ngủ nhưng mình thấy mình ngồi thiền. Mình cái vía nó ngồi thiền, nó ngồi trên bụng mình. Hèn chi con thấy tỉnh lắm chú, nhưng mà gió mạnh lắm chú, gió bên hai bên mà y như là đi xe Honda mà chú tưởng tượng ta chạy trăm cây số trong giờ á, nó âm tai con nó ù dữ lắm chú. Đúng rồi, gió vậy tốt á, ta tu vậy nhẹ vậy là tốt rồi, ráng tu nữa đi, tiếp tục tu nhẹ lắm. Nha, xưa chú bá lại nhà Na đó phải không? Dạ đúng rồi. Lại hai lần đó chú, đi với chị Mai rồi. Còn mình á. Đúng rồi. Tại dạ chú bá lại đó. mà cái trạng thái lúc đó là mình làm sao chú, nếu như mà mình như vậy cái trạng thái đó mà con tỉnh lắm, con không có ngủ nha. Để mình niệm Phật mình đi. Dạ lúc đó cái con làm như là con khởi lòng tham á, con nói là cái trạng thái này sướng quá, thôi mình ráng mình giữ lâu lâu. Con vừa nói vậy xong là con bị hồi lại, là con cảm giác là con vừa hồi lại là con thấy con đang ngủ. Đúng rồi. Tại mình thắc mắc á, lúc đó mình còn thắc mắc, mình còn suy nghĩ cái tâm mình động, cái nó rớt trở lại. Hèn chi con đấy. Rồi lúc đó mình, nếu mà mình theo như mình cái trạng thái đó, nếu mà làm sao mà mình được giữ được lâu chú? Mình niệm Phật quên mình dạ. Đừng có niệm Phật quên mình, cũng như mình ngủ quên rồi nó mới đi nữa. Rồi kệ nó, cái việc tu đi rồi nữa, nó mạnh rồi nó đi tự động mà, nó đi mạnh lắm. Còn giờ dạ. Mình yếu nó mới vừa xuất ra, nó ngồi đó rồi nhập vô vậy thôi. Dạ. nhưng mà nó xuất ra khỏi xác được là hay rồi đó, là nhẹ rồi đó. Rồi nữa cái dạ. Việc tu đi rồi nữa nó đi mạnh mà đi xa đi lâu. Mà mình học cái chuyện này chuyện kia đủ thứ. Dạ, nhưng mà gió nhiều này là ở đâu chú? Con đang ngồi trong phòng mà sao gió lớn dữ vậy? Gió lớn. Cái điển nó chạy, mình thấy nó gió vậy. Gió mạnh lắm chú, mạnh lắm, con bay luôn, con mém con không nhịn lại, con nói cái ý con phải kìm lại, chứ không kìm lại là nó bay con luôn đó. Nó bay. Dạ, cái hãng cũng bình thường hả? Dạ. Cái hãng cũng làm việc bình thường hả? Dạ, con làm việc bình thường. Mà nay kinh tế xấu lắm chú, năm nay con thất nghiệp nhiều lắm. Cứ bình yên, lo tu nhẹ đi nó mới hơn. Dạ, năm nay mình tu, điều, mình tu. Con chắc số khổ cho nên là thôi kệ đi. Con khổ cái gì? Cứ ráng tu đi, cuộc đời mình sống tạm để tu thôi chứ không có làm gì đâu. Mà chú làm con hỏi cái con là như hồi trước á, là con tu hoài luôn, là con lâu tiếng, là con tu gần 3 năm mà con không có tiếng. Mà hôm nay con tu lại, nhưng mà hình như là con buông bỏ được á, là nó mau tiếng hơn, đúng không chú? Đúng rồi, cái tâm mình nó nhẹ, nó mạnh rồi, cái nội lực mình nó mạnh, nó dễ trượt, mau thanh nhẹ. Dạ. Mình tu hồi xưa mới tu, mình tu... Tu lâu lắm mà nó không có kết quả nhiều, mà đợt này con... quyết tâm. Okay, để nói chuyện với thôi bây giờ đi thiền đi, rồi lát nữa vô trở lại rồi nói chuyện tiếp. Nguyễn Mạnh Khang chưa để ok, lát nữa vô nói chuyện tiếp ha. Khang lát nữa vô nói chuyện tiếp nha. Mở ok rồi, mình thiền đi rồi lát nữa vô nói tiếp. Nói bà con phải nói vô hỏi rồi ào ạt lên chứ không thì giờ quá mau lắm. Thôi là không có gì nói mà nói hồi cái nói tùm lum hết trơn. Ok.
Ninh đâu rồi? Đây cháu đây. Ok. Yatramatta mẹ hai tam mười hai năm nay kim tâm ba mươi bốn được bạn. Hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền để hướng thượng và bà bạn trong sự thanh tịnh để tìm hiểu cô được nhân hoa của tâm linh. Ở thế gian luân hồi nghiệp kiếp điêu luyện theo trình độ phước huệ mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, một mệnh quản khác nhau, luôn luôn recording stopped theo dõi và học tâm tịnh để vượt qua mọi trở ngại. Chúng ta đã qua rất nhiều trạng thái, ngày hôm nay mới có cơ duyên để học đạo và thực hiện đạo Phật. Tôi đã thường nói cho các bạn nghe rằng bệnh và tâm sân, tương và tâm phật. Mỗi người chúng ta đều có bệnh. Nếu chúng ta vẫn núp trong cái bản thân eo hẹp, cô chấp si mê thì không sao vượt khỏi một cái bệnh nan y chính ta đã tạo cho bạn. Ngày hôm nay các bạn hướng thượng lo tu và phát tâm ngồi lại với nhau giữa người Việt Nam và Việt Nam. Nhưng lắm lúc để muốn xa nhau cũng bị cái bản chất không cao ngạo mạn, cứ cho rằng mình hiểu hơn người khác, ta giỏi hơn người khác, địa vị ta cao hơn người khác, nhưng mà không hiểu rằng cái bản tánh đó là đã đưa ta vô trong chỗ tâm tối mà không hay, thiếu nhẫn thiếu hòa, thiếu thương yêu tha thứ. Cho nên cái bản chất theo đạo nó là bạch trước và nó nhận chìm tâm thức, nhận chìm sự sáng suốt của chúng ta. Cho nên càng tu thì càng thoái bộ. Uống cho một kiếp người đã có cơ hội học hỏi từ giai đoạn một, nhưng ngày hôm nay phải đâm ra trì trệ. Bởi tại ai? Các bạn tu cạn nghiệp lắm, chính tại ta. Ta là người có khả năng đưa ta đi lên tới tột cùng, mà chính ta là người đã tự giam hãm tâm hồn sáng suốt. Cho nên tạo Phật đã cho chúng ta có một cơ hội học hỏi một cái phương pháp cởi mở, cởi
các bạn bước vào thiền được tư tưởng thả lỏng, để tìm hiểu cõi thiêng liêng, có hợp tác trên tinh thần xây dựng tu học với chúng ta không? Cho nên năm lúc các bạn có lời quá tiếng lại, rồi cảm thấy bạn tự an đúng với nhau, rồi mới thấy rõ tự ái là bất tường, trở ngại tâm linh tiến hóa. Nó là nguy hiểm nhất. Nó đã làm cho chúng ta mất rất nhiều cơ hội gặp nhau và học hỏi với nhau. Cho nên càng ngày các bạn càng tu cái thức bình đẳng khai mở, bạn thấy huynh đệ sắp biết mỗi động tác nào ở xung quanh các bạn đều vì bạn và giúp bạn. Nếu các bạn đạt tới sự thanh tịnh rồi, các bạn thấy quy bao vô cùng. Cho nên các bạn lâm lúc chán nản rồi không biết đi đâu, trở về với những bạn đạo và trong thức bình đẳng. Trẻ lớn tuổi, người tuổi trẻ, thế gian cho là điên, cho là sáng suốt, cũng đồng hội với nhau để học hỏi và ước mong sớm trở về cơ quy nhất, huynh đệ một nhà, hiểu được nguyên căn nguồn cội, hiểu được của cải vô cùng là của Thượng Đế. Chúng ta không xa lạ lẫn nhau, nhưng mà lúc nào cũng nhìn ra chân tướng của huynh đệ tỷ muội một, có cha mẹ sinh ra, có nơi trú ngụ của tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tập chung thiền. Bạn bè khắp năm châu đã gửi lời chúc tụng chúng ta và ước mong gặp chúng ta. Càng không hiểu trụ ở bên trên biết được chúng ta tiến qua tới trình độ cao siêu hơn, rất mừng và cảm động của chúng ta. Lấy gì để chứng minh ngày hôm nay các bạn tu chặt chỉnh, nhưng mà có một người nào đến muốn hỏi con được tu, các bạn luôn luôn quan trị chỉ dẫn cho những người khác được tu. Thì chúng ta không có lý do gì dùng cái tự ái mà chặn đứng tâm linh của chính ta, cũng như chặn đứng tâm linh của những người khác. Một chút xíu việc phước để đổ cho mọi người có cơ hội tiến hóa, chúng ta không nên ngăn chặn, phải thực thi, phải mở đường để cho mọi người có cơ hội xây dựng dũng chí thanh tịnh để tiến hóa. Và tại sao cứ nói chuyện dũng chí thanh tịnh? Dũng chí thanh tịnh là tôi không còn lúc trong cái bản thân từ ai nữa. Một chuyện gì tôi thấy không được, không đúng, nhưng mà tôi vẫn dùng cái sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu để tìm hiểu sự sai lầm của chính tôi. Thì đó mới là cái phương thức vung bỏ dũng chi thanh tịnh. Trong lúc mọi người không chịu được, nhưng tôi vẫn vui vẻ chịu được để tìm hiểu. Cái chịu đựng này nó có hại cho chúng tôi không? Thì thật không. Các bạn cũng đã biết không nhiều thì ít về con đường chân chính quá khứ của các bạn đã làm. Trong ngành nghề chuyên môn, mình thấy rằng rốt cuộc phải tha thứ
Vậy thì chúng ta nuôi dưỡng cái tinh thần đó trước hay là chúng ta chẳng đứng được tinh thần đó? Cho nên khi mà chúng ta nuôi dưỡng được tinh thần đó rồi, chúng ta thấy rằng chỉ có lợi không có hại, lợi cho tất cả và nhiều tiền tất cả. Cho nên mỗi khi mỗi thiền được khắp thế giới được nghe tâm trong giờ thiền nha, trong lúc nghe băng những sự thắc mắc của tâm hồn chúng ta được cởi mở và thanh tịnh, được thiếu thêm sự sai lầm của chính mình. Đó kêu bằng giác. Giác được rồi, chúng ta phải giữ lấy và vun bồi tiếp tục để cho nó mở được tiến hóa càng nhẹ, càng thanh nhẹ hơn. Thì cái bệnh nan y của chúng ta càng ngày càng cứu rồi. Mỗi người đều có cái bệnh nan y theo tình hình của bản, tình hình của thể xác mà đã làm cho chúng ta lo âu và bận rộn vô cùng. Nếu chúng ta biết tự tu tự tiến trong sự cầm lặng khai tâm mở trí thì cái bản tâm eo hẹp của chúng ta lại sẽ được xóa bỏ trong tâm hồn sáng suốt của chính chúng ta. Lúc đó chúng ta thấy rằng không còn kẻ lớn người nhỏ mà chỉ còn sự thanh tịnh sáng suốt quan trọng nhất trong cuộc hành trình hiện tại của chính chúng ta. Dung lượng tha thứ của các bạn càng ngày càng bằng chứng. Các bạn phải sung sướng mà tâm hồn các bạn luôn luôn ôm lấy nhau và hỗ trợ cho nhau. Chúng ta khôi người nhau, biết thương yêu, biết tha thứ, quy biết là bạn. Tâm lẫn thân của chúng ta thì yên ổn khi chúng ta ngồi chung nhau. Mỗi lúc mỗi khai mở và thanh thoát hơn, cảm thấy chúng ta đang sống trong giây phút nhà của tất cả không vũ trụ đã và đang ban bố cho chúng ta. Chúng ta là người tiếp nhận và thực hành. Cho nên chúng ta đã thực hành thì chúng ta thấy bao nhiêu trận những người phản đạo vô vi bước vào thiền được không biết bao nhiêu trận đục đạo trong tâm thức, chấp việc này chấp việc kia chấp việc nọ, tại sao tại sao tại sao đó. Cho nên các bạn thấy sao, vì ta vì ta vì ta mới có biết tại sao tại sao. Nếu chúng ta vì mọi người thì không có chữ tại sao. Chỉ đúng, đúng, đúng. Biết gì cũng là đúng. Đã và đang giúp đỡ trong tinh thần xây dựng tâm hồn tiến hóa của chúng ta. Cho nên luôn luôn tôi kêu gọi các bạn phải thực hiện kỳ đợt tha thứ thương yêu. Tiên hậu mới có biết được cái gia trị nhẫn quả. Càng tha thứ càng thương yêu, càng thấy gia trị nhẫn quả, nó đưa các bạn đến đích rất dễ dàng. Luyện được tâm, xây dựng được tâm thì sự thanh thoát nó sẽ biểu hiện trong các mặt ăn học quán của bộ đạo. Các bạn sẽ được liên hệ trong giới thanh tịnh vô cùng. Chúng ta ngồi đây nhắm mắt chung thiền, trật tự trong nội tâm của chúng ta luôn 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 được khai triển.
chúng ta thấy sợ. Mọi âm thanh, mọi lời nói, mọi sự thay đổi của tâm hồn chính chúng ta, thấy chúng ta đã sai và đang luận sai trong tâm thức. Cho nên chúng ta phải thả lỏng tất cả, không nên kề chế mà tạo lập. Càng thả lỏng càng minh tâm lại càng kiên tâm. Minh tâm kiên tâm rồi bực có khả năng chưa chân lý vào tâm thức. Khi chứa đựng được chân lý thì chúng ta có một triết lý sống trong lễ sống rất rõ ràng. Sự eo hẹp sẽ tan biến mất. Không còn nuôi dưỡng tâm phạm vi chật hẹp nữa. Nhưng mà hòa tan trong cái phạm vi lớn ra. Tận hưởng thanh quan điện lạc của bề trên. Lúc nào cũng thanh nhẹ, lúc nào cũng âm độ, lúc nào cũng giải bày tâm sự với chúng ta. Càng thanh nhẹ các bạn càng nhận được. Càng nhận được sự thanh nhẹ đó rồi các bạn thích. Về trên đồng xa chúng ta, chính chúng ta là người xa bề trên. Chính ta là người đã cắt giảm môi trường liên hệ của tâm linh. Tộc ta sẽ sinh nhau. Tạo sự tâm tối cho chúng ta. Mà tưởng lầm là khôn ngoan. Tưởng lầm là đã thức giác. Tưởng lầm và đã hiểu hết. Cho nên tổ ta lạc ta không hay. Cho nên nhiều bạn đã thích tâm và sáng dạy không tu luyện. Trong lúc tham thiền quên hết tất cả mọi sự. Nhưng mà khi thiền xong cảm thấy mình vẫn còn thích trạng. Vẫn còn tâm tối. Chưa thật sự cởi mở, đã hứa với lòng mình, hứa với tâm ta rằng không còn chấp nữa, không còn mê nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thiền rồi, chúng ta thấy vẫn còn chấp mê giữa bản đạo và bản đạo. Ta đã thấy rõ điều này, ta nên dày cộng thêm chút nữa, lui về dung điểm thanh tịnh. Mà giải tỏa những sự phiền muộn sai quay có thể xảy ra ở tương lai vì bản tính chật hẹp của chúng ta. Càng tu càng thấy rõ sự trì trệ của chính mình, đó là đại phương. Nên đi sâu vào vấn đề, càng đi sâu các bạn sắp bóng đèn đó mà đi sâu vào trong bóng tối thì bóng tối kia không còn nữa. Đưa thẳng vào không còn nữa. Chúng ta nguyện tu một kiếp để đạt chút sáng suốt của chư tiên đã ân độ cho chúng ta. Nhiều người ôm cái bản tánh eo hẹp, trì trệ trộn sụp mãi mãi, thưa với chính mình, buồn khổ vô cùng, thâu đêm khó ngủ, cũng bị bản chất ngu muội đó. Làm sao xoa bỏ nó? Ngoài sự thực hành thì không có thể nào bỏ được. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành chuyên nghiệp để trở về với cái thức hòa đồng
căn bản, nhiên học chúng ta mới thấy rõ đạo thì chúng ta mới hành đạo. Không thấy rõ giá trị của sự quân bình, chúng ta không bao giờ đạt được quân bình. Thấy sự giá trị của quân bình, chúng ta không thực hành chưa kỳ được sự quân bình, sự mê chấp đó còn được. Không quyền mê chấp, số cuộc đổi lại quyền gì? Tha thứ và thực hiện. Rốt cuộc các bạn thấy ngay trong gia đình các bạn, vợ chồng, con em, gia đình, trong sự quá chấp mê vô đi. Và ngày hôm nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta thấy chính ta sai. Và chúng ta bằng lòng chấp nhận cái sai của chính ta thì cả gia đình vui. Trong gia đình có một người sai mà chấp nhận sự sai thì cả gia đình vui. Một quả quyền. Thì đại gia đình vô vi cũng vậy. Một người sai mà chấp nhận sai, hạ mình xuống chịu học hỏi, thì mọi người quý yêu chúng ta, tha thứ nhau. Chính các bạn đã tha thứ nhau và đã tình ổn hôn đây nha. Vì trầm về thức tâm, các bạn muốn con gia đình vô vi lớn mạnh hơn trong thực hành. Cho nên cái tu mà thực hành là tu sản xuất, tu dụng lý thuyết không thực hành là tạo sự mờ ảo trong tâm thức mà thôi. Cho nên tôi rất mừng các bạn biết ngồi với nhau, biết tìm hiểu với nhau, biết bàn bạc với nhau để đem sự sống trong lễ sống càng ngày càng rõ rệt hơn, công thiên cho chung là điều may mắn cho chúng ta và tương lai là dân tộc ta biết được sự văn minh và hướng ngay cái căn bản của sự văn minh là tha thứ và thương yêu. Có tha thứ, có thương yêu mới có đoạn thật. Nếu không tha thứ và không thương yêu thì một và các bạn tu 1 triệu năm cũng có sự đoạn thật. Chúng ta đã lỡ mang cái xác phạm ra đời và tâm chúng ta hướng về con đường giải thoát là đạo. Đời đạo sống tu, các bạn đang mang cái xác phạm này là đạo, bệnh hoạn là đạo, ăn uống là đạo, mình nói năng là đạo, tâm thức cỡ mở khai triển là đạo. Thì luôn luôn cái đời đạo sống tu, cho các bạn đừng nói rằng tôi tu rồi tôi cũng nghĩ chuyện đời. Cái đó là sai rồi các bạn. Xác các bạn còn 1 giây phút tại thế gian cũng là xác đời đó bạn. Mình nghĩ coi, nghĩ rõ cho lúc ta chết cũng là đời giúp ta ôm chúng ta đi chôn đi lắm. Cái đời không có bỏ được, cái đời đạo sống tu. Cho nên tôi nói mỗi người 1 ngành nghề để giữ lấy mà thực hành. Cái ngành nghề đó nó càng ngày càng tinh vi và nó sẽ quan thông rồi cũng là quý nhất. Cho nên không nên chỉ vẽ người ta bỏ nghề này nghề nọ trong sự thực hành tùy theo trình độ thức giác của chính họ. Họ bước qua lĩnh vực này rồi sẽ bước qua lĩnh vực khác. Cái chuyện chay mặn như tôi đã thật nhẹ cũng vậy. Nhiều người không ăn chay được, họ cứ ăn mặn và hành cái pháp này. Rồi một thời gian nào điều hòa thì tự động hóa cái lúc đó mới có nhà. Vì họ không có trở lại nữa. Chính họ đã ý thức và họ đã bước qua con đường ô trượt
trở lại với sự thanh giác trong nội tâm. Thì chúng ta tu càng ngày nó phải càng tiến vượt sâu vào trong tâm thức cởi mở thì mới thấy rõ vị trí của chi chúng ta đến rồi đi. Chúng ta đến để làm gì? Đến để học hỏi. Học hỏi để làm gì? Để ảnh hưởng. Ảnh hưởng cho quần chúng. Chịu học hỏi là ảnh hưởng được người khác. Không chịu học hỏi không phải ảnh hưởng được người khác. Cho nên nhiều bạn hiện tại tu thì nói tu, anh em cũng vẫn còn cố chấp. Mà muốn sửa cái sự cố chấp đó, cứ phạm rồi, tái phạm. Vì sao nó lại còn cố chấp? Khi nghe tôi giảng và tôi trình bày những sự thực hành của chính tôi, trước kia tôi cũng ngoài cái tâm chấp đó, cũng là cố chấp. Nhưng mà tôi nhờ quy nguyên, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà trong thực hành, cho nên tôi khuyên các bạn nên niệm Phật nhiều, tập trung khai triển tập thực của chúng ta. Hàng tuần chúng ta nghe băng thuyết giảng và chúng ta hội lại với nhau để phân tích giá trị của cuốn băng này. Đời nó nằm ở đâu, đạo nó nằm ở đâu, làm sao mới khai thác nó ra để cho chúng ta đọc hiểu nguyên lai bản thân của mọi cá nhân, tự nắm lấy cái cơ hội đó mà khai thác cái tận cùng, trở về nhà thanh tịnh một thiền, bớt nói chuyện đậm loạn, nhưng mà chúng ta mở tâm mở trí để phân tích cái giác thức trong nội tâm của chúng ta. Càng ngày càng đạt được thanh tịnh thì sự thiền giác mới có giá trị. Còn càng ngày càng cố động trong sự mê chấp, nhớ người này, nhớ người kia, nhớ người nọ, nói lời, nhớ những lời nói kích bác, nhưng mà không biết lấy quan làm ấn. Lời kích bác đó độ ta thượng giác. Cái dạy cho các bạn trong đi trong hành trình trở về nguồn cội sắc sắc. Khi đã kích bác chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh của chúng ta đã có chưa. Chúng ta tu thiền là đạt thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh chưa có, hỏi tu cái gì? Chưa tu. Và thanh tịnh có, chúng ta mới thấy rằng nhờ đó chúng ta mới được tiến. Nhờ gia đình chúng ta kích động, chúng ta mới có cơ hội tu. Nhờ bạn bè phê phán, chúng ta mới tìm hiểu chiều sâu của tâm thức đang ẩn ta trong ta. Và cả biết được giá trị đó, chúng ta bằng lòng bước vào trong làm việc vừa thượng đế trực chỉ có được trở về cuộc cõi. Chính thượng đế đã ban bố 24/24 cho tất cả càng không vũ trụ, nhưng mà nhân sinh bị che lấp trong sự tâm tối và nói thượng đế là một chuyện tưởng tượng, không có sự thật. Có quyền nói câu này vì người trong chỗ tâm tối không thấy bề ngoài, không thấy bên trên. Người ở dưới đáy giếng có thể nói chuyện của đáy giếng. Mà người bước được lên trên mặt giếng rồi, thấy cái tâm hồn khác hẳn, thấy rõ cái sự tâm tối eo hẹp trong lúc họ ở đại diện. Chúng ta không phải tu chưa có thể thả lỏng được bộ đạo, còn ôm những sự lao trách móc thì không khác gì một tâm linh đang bị giam hãm ở dưới đại diện. Chỉ luận đi xét lại những việc giới hạn mà thôi, không có khai triển đến vô cùng và thanh nhẹ. Cho nên phải học
muốn leo lên mặt chiến liệt phải học cách tự mình tìm cách để leo lên, không có ai giúp ta leo lên được. Cho nên ý chí là quan trọng. Ý chí chúng ta muốn vượt khỏi đây giếng và lên mặt giếng thì trước hết phải vung bộ, ta nhất định phải lên trên mặt giếng, thì dốc toàn lực nguyên khí của ngũ hành ngũ tạng trong cơ thể chúng ta và giải tỏa cái ngũ quẩn, bộ đầu, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, năm lỗ tai, năm bộ phận này cho nó khai thông thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã có cái pháp sơ tổ, pháp lực thiệt định là khư trực lưu thanh. Và khư trực lưu thanh thì các bạn thấy rõ cái xác bạn không khác gì cái ống của quả tiền. Các bạn hết một cái quả thanh tịnh, một luồng thanh khí thanh tịnh, đó là một sức mạnh của các cả không vũ trụ mà đẩy cái trực khí ra thì cái thanh nó mới xuất phát đây lên. Càng được đẩy ra nhiều thì cái thanh nó càng được tiến hóa nhiều. Đó, cho nên cái quả tiền cũng vậy. Cái lớp này nó lên hết mức rồi, nó mới rớt đi rồi còn cái lớp khác nó phóng đi xa. Thì cái phương pháp tu của chúng ta không khác gì. Dùng cái năng lực, khả năng sẵn có của chính mình để thâu cái thanh khí điện và phóng ý chí chúng ta tiến thẳng vô trung tâm sinh lực các không vũ trụ. Nó mới định. Cho nên các bạn thấy quả tiễn vệ tinh bay thẳng lên không trăng chỉ cần qua khỏi cái tầng không khí thanh nhẹ, nó cũng vẫn đi đứng trong cái chân y có một chút xíu là nó bay bổng cả con người. Cho nên nhiều bạn tu trung tâm bộ đạo mở, ý tưởng thấy xuất lạc tôi đi rồi, thấy rõ. Và đã chứng minh được tôi đi ra, tôi thích cho nó đi ra, nó đi ra. Nhưng mà có lúc muốn đi ra, không đi được. Bạn thấy không? Bị thiếu thanh tịnh, đắm lo. Chúng ta không đi được, chúng ta mới kiểm điểm rằng cái ngày đó tôi đắm lo chỗ nào. Tôi nghi ngờ chỗ nào. Tạo sự phức tạp mà lôi cuốn không được thanh nhẹ. Các bạn đang ngồi đó, nhắm mắt thanh nhẹ một cách là có sự nghi ngờ ở xung quanh rồi. Và không thấy, không biết rằng cái sự nghi ngờ đó là nó đã giúp cho mình kiểm điểm sự thanh tịnh. Hỏi của chủ nhân ông có chịu vun bồi sự thanh tịnh và giữ lấy sự thanh tịnh để vượt qua những sự nghi ngờ đó không? Nếu chúng ta giữ được sự thanh tịnh thì vượt qua những sự đôi khi nghi ngờ đó thì không biết là xuất nhập không có thay đổi. Đã định rồi thì không có thay đổi. Trong nháy mắt các bạn có thể đi rất xa, học rất nhiều. Cho nên những người tu vô vi xét lý lịch quá trình học cũng là một người học giả, học không hết, hiểu không hết, mà hung hăng cũng không hết. Ngày hôm nay họ buông bỏ, họ đi trở về với thanh tịnh. Họ càng ngày càng thấy buông bỏ nhiều hơn thì họ đạt được toàn diện thanh tịnh. Cho họ đã có phải người. Họ thấy rõ nhiệm vụ đời đạo sống tu của họ. Chính họ là một người phản bội lấy họ, phản tắc lấy họ và lừa gạt lấy họ, cho nên họ mới chịu tu. Không phải người khác lừa gạt, chính họ đã lừa gạt họ. Lừa gạt rất nhiều kiếp. Đưa kế hoạch này, kế hoạch mà đủ thứ đó, rốt cuộc lừa gạt để thiêu thực hành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thực hành, chỉ có người thực hành mới ngồi nói được đạo pháp một đôi chút. Còn thiếu thực hành dùng lý thuyết, đưa lý ông này, đưa lý ông kia, đưa lý ông nọ là sự thành công của các ông đó mà thôi. Chính sự thành công của các bạn cũng còn.
cho nên cố gắng thực hiện cho tôi được. Mỗi người chúng ta sẽ thực hiện cái gì được và đạt tới sự thành công của chính chúng ta mới thật sự đóng góp cho bản thân. Chiến tranh hiện tại, sự gây hấn hiện tại là do gì? Do ai? Do tâm tối của cá nhân và tạo thành. Nếu chúng ta dẹp được sự tâm tối thì thực hiện được sự sáng suốt của chính mình. Và mỗi người đóng góp một chút sáng suốt thì việc gì lớn nhất, đậm loạn nhất chúng ta cũng biến nó cũng sẽ nhỏ và không. Việc lớn biến thành nhỏ và không mới là người biết làm việc. Và việc nhỏ cứ xe cho nó to và không tiến thì người đã không biết làm việc. Vì cái chút xíu mà đem ra trong sự gây hấn tự ái rồi tạo thiệt lớn chẳng được một tiếng tâm linh của chính mình. Hỏi chứ người đó là người gì? Người tâm tối hay là người sáng suốt? Cho nên hàng ngày chúng ta lại thay sự tâm tối của chính ta. Một cái ý tưởng của các bạn nghĩ sai cho người khác đó là tâm tối đó bạn. Ngay diệt thất cái thứ nhất là bạn cứu được bạn, cái thứ nhì sự sáng suốt để thấy rõ cái sự sáng suốt của đối phương mà trao đổi trong chương trình học hỏi thì mới thấy rõ là cái mức tiến hóa của tâm linh là vô cùng. Cho nên đừng có tưởng ta lớn tuổi ta không cần học nữa. Đừng nói là tôi học nhiều, cái đám này nó còn ngu không đâu. Chúng ta ngày nay chúng ta tu đây là chúng ta bắt đầu học ngu rồi bạn. Là giải nghiệp mới kêu bằng ngu. Trước kia tại sao các bạn tạo nghiệp khôn, manh nớ, manh mung đủ chuyện. Yêu cũng manh mung, tìm đủ cách lợi cho chính mình, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng lại bị hại mà không hề là nghiệp. Ngày hôm nay sự lôi cuốn của hoàn cảnh, con cái vợ chồng đủ chuyện đó là nghiệp lực. Mà trước kia chúng ta từng hay tôi làm ông trời cũng không biết tôi hay hơn trời nữa. Không có ông trời, có tôi không là tôi có đủ quyền tôi làm. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy nghiệp lực nó lôi cuốn, nó làm cho các bạn trì trệ khủng hoảng, ăn không được, ngủ không được, bệnh hoạn nó hâm hê các bạn. Xóa bỏ các bạn bất cứ lúc nào. Lúc đó các bạn mới thấy qua nữa. Cho nên tạo thật cái nghiệp duyên bất chánh, nó làm tâm thức của bạn mờ ảo, không tiên nổi. Tương lầm của đời là chân, quên của đạo. Ngày hôm nay các bạn tu rồi, cái của đạo nó thật sự là của các bạn. Của đạo là cái gì? Sự quân bình của nội tâm mới thật sự là các bạn được hưởng và được ngự nơi đó để học hỏi. Mà chưa đạt cái quân bình thì chưa đạt. Các bạn học một sắp bậc cấp cũng vậy đó thôi. Vì tâm hồn các bạn mất quân bình là không có thiết. Là các bạn quân bình rồi thì các bạn thấy có cơ hội. Các bạn là người có trách nhiệm để giải quyết nghiệp duyên của chính bạn. Các bạn là một y sĩ nổi danh để tự trị bệnh của chính bạn. Càng suy ẩm càng thấy cái bệnh nan y này chính nó là thật. Có bệnh này để thấy sự sai lầm của chủ nhân. Có nghiệp thân mới có ăn năn hồi cải. Chúng ta đã mang nghiệp thân chúng ta mới thấy sao. Phải
phải sửa, phải tiến, phải buông bỏ để trở về quyền tối hậu bất diệt bất sanh. Tu là tránh cái sự giết sát, luân hồi các bạn. Và muốn tránh được giết sát luân hồi, thật ra thì chúng ta khi nói gì phải làm đúng như vậy. Thực hành thì đúng lắm. Chúng ta đã phát nguyện với trời trước khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, là một nhiệm vụ là người học nhẫn để ảnh hưởng chúng sanh, học quả để dẫn tiến mọi giới. Công tác này chưa hoàn tất được, trời cho chúng ta có sự thông minh học hỏi hơn người khác, nhưng mà chưa đem ra sử dụng nhẫn quả cho mọi giới. Nhưng mà tính cái chuyện vũ lợi cho cá nhân, tâm lực thì trễ, hạnh hy sinh không có, học sự giới hạn của chính mình, tiến không tiến, lùi không lùi, kẹt chính giữa không tiến được. Cho nên dùng lý luận biện hộ cho chính mình, nhưng mà sai không sai, không có thể trốn ra. Cho nên các bạn nên sớm tâm lui về sự thanh định tu hành, bàn bạc vương nguyên ý chân giác, cỡ mở trong tinh thần, xây dựng cơ độ tâm linh sẵn có của chính chúng ta, và hướng thẳng về trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Thì biết làm cho các bạn tràn gian đại hải, không bao giờ các bạn thất nghiệp. Càng ngày càng nhiều việc, càng ngày thấy càng phải sửa mình, càng ngày thấy càng tu tỉnh, mới là thật sự đóng góp cho cả các khổng. Ví nhân lo tu hành chỉ bàn bố sự ảnh hưởng của chúng ta cho mọi người và thực hiện thực thượng của đạo đức. Cho nên tâm linh của các bạn là vô cùng không bị ô nhiễm. Nếu các bạn rước sự ô nhiễm thì ô nhiễm tâm tối đó nó sẽ che lại mất đi tâm linh của các bạn. Thanh là sự khôn ngoan nhất của mọi tâm lực. Nhẫn hòa để yên, nhẫn hòa để mở, nhẫn hòa để học hỏi từ vô cùng. Cho nên chúng ta huynh đệ tỷ muội trong một tập không nhiều tiếng, không lục đục gia can, lục đục tình đạo, lục đục cơm chưa bạn đạo phải có. Đó là cái bài học siêu nhiên đã ban bố cho chúng ta. Rồi đến ngày Chủ nhật chúng ta lại thả bài gặp giây phục thiền. Thiền định chúng ta nhằm thực hiện pháp môn, thấy rõ sai lầm, hòa thể chấp nhận và thực hiện tha thứ và thương trước hết, nhờ đó mới đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Thanh nhã, cảm ơn sự lưu ý của các bạn ở ngày hôm nay.